Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái phần quai nhé các bạn. Thì các bạn sẽ đặt cái quai của mình cố định ha. Rồi mình dùng cái kim băng để mình đánh dấu coi là cái phần nào ở phần giữa. Ở phần giữa để mình đánh dấu vô nha. Các bạn xem là nó căng hai bên chưa, với lại nó ngay giữa cái phần nắp á. Rồi sau khi đánh dấu xong á, thì mình sẽ mở ra cái sau cái túi này mình đo, mình thấy nó hơi nhỏ hơn cái túi này rồi. Các bạn sẽ đặt cái chân cái chỗ mà mình đánh dấu á, rồi các bạn cái miếng này nè, các bạn sử dụng cái ốc dài á các bạn. Ốc dài các bạn sẽ đưa vô các bạn ấy. Đối với cái quai hạt trai màu vàng á, thì cái lỗ khóa của nó nhỏ hơn. Cái lỗ ốc của nó nhỏ hơn cái này. Cho nên các bạn phải dùng ốc nhỏ gắn vô ha. Các bạn sẽ tìm cái lỗ khóa, ví dụ như cái tìm cái chỗ này là các bạn dùng cái kim khâu mình sẽ tìm. Sau đó mình sẽ đưa cái con ốc qua bên cái lỗ kim khâu đó. Rồi ha, mình cho nó nhìn nó lú lú lên trên như thế này nè các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ dặn vô một con trước, sau đó mình các bạn lắp tiếp con kia với lại đầu bên kia nha. Ở đây thì vừa quay phim vừa làm mình hơi khó làm, các bạn không có cái thế. Rồi tiếp theo cái lỗ còn lại thì các bạn, thì hai cái này nó khoảng cách nó không có ngay chỗ cái ô canvas cho nên mình cũng dễ xài nữa. Còn nếu như chỗ nào mà nó dính canvas thì các bạn cắt bỏ cái miếng cái lỗ canvas đó đi ha. Các bạn cắt vừa phải thôi, tại vì cái miếng nẹp của mình nó khá là nhỏ cho nên mình cắt nhiều quá nó bị lủng, nó không có đẹp cái nắp cái quai cái nắp túi nha. Ở đây mình đưa nó lên trên như này, các bạn cũng tìm cách đưa nó cho nó qua khỏi cái phần sợi đi cho mình mới lắp được. Mình chỉ làm minh họa cho các bạn xem thôi chứ một lúc nữa mình cũng phải chỉnh lại, tại vì ngồi như thế này thì mình không có canh được cái nó có chuẩn cái phần chỗ nắp chưa. Đây, xong một bên rồi, bên còn lại các bạn làm tương tự nha. Các bạn nhớ là xem hai cái bên quai nó có căng xứng với nhau hay không nha. Cái này thấy cũng nó hai bên nó căng căng xứng rồi đó, nhưng mà xem là nó có ở ngay cái phần giữa của cái nắp túi chưa nữa. Sau một hồi lục đục thì mình cũng gắn xong cái phần cái nắp này, cái phần quai các bạn. Ở đây mình xui ghê luôn, mình lấy cái chân cái quai nó hơi bị dài ấy, cho cái thanh nó chính giữa nó dài nè. Cái quai đợt trước thì nó bình thường ha, nó có 10, nó khoảng chừng 10 gần 18 thôi, mà cái này nó bằng 18 cm luôn, cho nên cái khi mà mình móc cái thanh mình 19 cm thì nó vừa đủ như thế này, nó dư hơi chút xíu à. Cho nên cái này là khi mình móc giải lót, mình may giải lót vô thì nó sẽ bị lú hai cái miếng này. Rồi bây giờ thì mình sẽ sau khi mà gấp quai gấp khóa xong á các bạn, thì mình sẽ tháo cái hai cái hông ra rồi mình may giấy lót, với lại các bạn nhớ là gắn cái chân đế vào ha, gắn cái chân đế vào luôn. Mình gắn bây giờ là qua là mình tháo ra xong rồi mình gắn cũng được.
Dưới chân đế gài thì các bạn chỉ việc mình ghim vô rồi mình tách hai cái chân nó ra hai bên thôi. Còn đế vít thì các bạn sẽ dặn vít vô. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái này ra. Mình thì mình hay tháo bằng cái kim khâu đó các bạn, mình may bằng kim khâu, mình tháo cũng bằng kim khâu luôn. Các bạn đặt vào cái phần mà cái lót này nè, các bạn đặt lên phía trên ha. Còn cái nắp dài này các bạn đặt ở phía này. Nếu như mình móc túi khóa nẹp ngang thì các bạn sẽ cắt ngang luôn rồi các bạn nẹp vô. Còn tại vì cái này nó có cái khóa đó các bạn, thì các bạn phải có cái phần khóa nó hơi khó tí nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái này ra nha, mình tháo cái này ra để mình lát nữa rồi mình sẽ làm cái lỗ cho dãy lót nữa. Còn nếu như mà dùng cái khóa nẹp ngang á thì mình chỉ cần như vậy rồi mình móc mình nẹp mình may dãy lót cho luôn à, mình không có cần phải đưa chỗ dãy lót này. Nói chung mà có cái khóa, thêm cái khóa mình thấy nó nhiều cái công đoạn nó phức tạp. Các bạn canh làm sao mà cho cái phần đáy túi các bạn nó cân xứng với giữa hai cái phần lót phụ này ha. Đây là chân đế mình gắn như thế này nha. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp cố định. Các bạn thấy là cái phần dư này nhiều nè, mình sẽ cắt để mình chừa cái phần này. Đây, cắt dày thế này đi qua đây. Các bạn thấy là khi mà mình úp ngược là cái sản phẩm mình nó bị đùng không? Tại vì cái phần nắp của mình nó có bo cong á các bạn. Nếu như mà nó thẳng thì nó sẽ làm cho canvas của mình nó bị giãn ha. Ngay chân cái chỗ cái góc này là các bạn sẽ cắt một cái đường xéo nó vô như thế này nè, một cái góc xéo vô, nói các bạn xéo vô để sát vô, để khi mà mình tách cái hai cái này ra để mình khâu á thì nó sẽ dễ hơn nha các bạn. Nếu như mà mình khâu đến đây mà mình thấy nó khó thì mình cứ việc mình cắt vô sâu thêm tí nữa. Rồi mình sẽ bầu viền chỗ này nè. Các bạn sẽ vẽ cho mình cái ô này nè các bạn, để mình cắt cho nó cắt để mình làm cái lỗ khóa.
Bây giờ các bạn sẽ gắn cái khóa trở lại nha. Ấy, lại quên rồi. Chưa có nạp cái này vô. Cái chỗ này là các bạn sẽ cắt bầu vô cho mình một tí xíu để mình tránh đụng cái khóa của mình á. Các bạn sửa lại cái phần này cho nó khéo khéo nha, tại vì ở đây mình đang ngồi mình hơi gấp á, gấp quá cho mình, cho nên mình làm không có được chậm lắm. Các bạn thấy là nó bị căng chỗ này là do mình cắt chưa có đủ sâu ở cái phần xéo vô đó các bạn. Thì các bạn cắt thêm một tiếng nữa cho mình nha. Cẩn thận. Tại vì mà nó có hư là mà khổ luôn nguyên tấm lót á. Rồi nó đủ sâu thì hai cái nó bên đây nó thoải mái nè. Nên khi mình móc mình không có đường viền nó chạy qua đây. Bên này các bạn cũng làm tương tự ha. Còn cái miếng lẻ này nè các bạn, thì các bạn sẽ cắt làm gáp vào trong cái này ha, hai cái hông nha. Đó, các bạn tận dụng chiều dài hoặc là chiều ngang gì đó nếu như mà nó vừa đó. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn khâu. Ở đây thì mình không có cần phải chỉ cùng màu cũng được, các bạn chỉ nào mà nó bền là được. Ở đây mình có chỉ cùng màu. Mình sẽ hướng dẫn khâu từ đây chạy qua đây thôi, tại vì những cái phần sau thì cách khâu tương tự vậy không có khó gì hết ha. Mình làm nhiều mũi vậy mình kéo một lần thì nó ít tốn thời gian hơn các bạn. Sau khi mà mình kéo xong là cái đường chỉ của mình nó nằm ở phía trong, cho nên không có nhìn thấy luôn. Cách khâu này rất là đơn giản mà mình áp dụng rất là nhiều túi. Bây giờ các bạn, nãy giờ các bạn nhìn thấy chắc các bạn cũng làm được rồi ha. Thì tương tự như vậy các bạn làm đến hết túi với lại hai cái phần hông cho mình ha. Các bạn nhớ là ngay chân cái chỗ mà cái phần cái nắp gập vô gập ra đó.
thì các bạn chỗ đó mình khâu cái đường nhỏ nhỏ thôi, tại vì khi mà mình đóng nắp là thì mình thấy nhìn thấy cái đường chỉ cái khoảng cách giữa mà cái đường khâu của mình nó xa đó, cái nhìn thấy cái sợi dải, cái dải lót nó bung ra. Còn nếu như bạn nào mà muốn đẹp á, thì các bạn sẽ tháo cái quai này ra gắn ở ngoài giấy lót thì mình sẽ thấy đẹp hơn. Tại mình xui làm sao mà mình nghi chân cái quai này nó bị lú rồi nè các bạn, thì nhìn khi mà mình khâu vô thì mình thấy nó không có đẹp ha. Chắc cái này mình phải tháo ra mình gắn xuyên qua bên ngoài giấy lót luôn á. Sau khi mà may giấy lót xong á thì mình sẽ ráp cái phần hông. Thì bên đây á, hông bên đây thì nó không có sợi dây, nó chỉ có một sợi dây bên này nó chạy qua xong rồi cái nó đảo một vòng nó chạy về. Còn cái hông bên này thì nó sẽ có hai sợi dây cho nên mình sẽ hướng dẫn bên này thôi, còn các bạn sẽ áp dụng bên kia nha. Bên kia thì nó dễ hơn rồi đó, cho nên mình chỉ một bên này thôi. Cái cách khâu nó cũng rất là đơn giản, là các bạn sẽ khâu những cái mũi này tương ứng với nhau. Rồi các bạn sẽ khâu những cái mũi ở dưới nè. Cái mũi đầu tiên thì mình làm một cái vòng này, nhưng mà hai cái mũi mấy cái những cái mũi sau á là mình phải khâu từng mũi qua lại như thế này nha. Rồi tương tự như vậy á, thì các bạn sẽ khâu đến qua tới bên này cho mình. Mình khâu không có khâu hết nha các bạn. Đáng lý ra thì cái sợi dây này mình dài, mình có thể khâu đến đây luôn. Nhưng mà mình khâu chỉ đến đây thôi, mình chừa một khoảng để cho dành cho cái sợi này nè. Tại cái sợi này cũng khá dài cho nên mình sẽ khâu tới đây. Từ từ đây mình sẽ khâu tới đây xong mình đảo lại, còn cái sợi dây này sẽ từ đây sẽ đảo về đây. Tương tự thì bên này cũng làm như bên kia, mình cũng sẽ xóa ngang cái mũi đầu tiên á. Rồi đến đây này các bạn thì mình sẽ vòng về nha. Vòng về thì các bạn đang mình mở các bạn khâu bình thường cho mình, nghĩa là các bạn khâu ngược qua bên này. Cái dây này là của phía bên kia. Đó các bạn khâu ngược về cho mình. Các bạn xuyên qua xuyên lại như vậy thì nó sẽ thành một cái đường lắp đầy những cái khoảng trống mà hồi nãy mình cái đường kia nó đi qua rồi á. Những chỗ nào trống bên nào trống thì nó sẽ có dây nằm ngang cho nên nó sẽ làm cho cái túi cái đường may của mình nó đẹp hơn. Các bạn so sánh giữa đường may bên này với cái đường may bên này là nhìn là biết liền à. Khi mà cái mũi nào nó cũng có đường ngang hết trơn là các bạn, đường ngang đường ngang đường ngang đường ngang ha. Còn bên đây là bên đây có đường ngang, một bên có đường ngang, bên không bên này không nè. Nó bây giờ mình sau mình khâu qua thì nó sẽ có cái đường ngang cho nên cái mũi nó sẽ thẳng hơn, cái mũi móc của mình nó sẽ thẳng hơn như thế này chứ không có cong cong quẹo quẹo nữa. Khi mà mình khâu lên tới trên này các bạn thì các bạn sẽ tìm cách các bạn giấu cái phần sợi thừa đi, nhưng mà giấu ở phía bên hông nha. Tại vì nếu như mà mình giấu cái sợi thừa ở bên hông thì lỡ nó có sức chỉ thì nó cũng nằm ở bên hông chứ nó không có nằm ở phía mặt tiền ha. Mình khâu thêm một hai mũi trở đi nữa để cho nó xuống cái phía này rồi mình mới giấu sợi giấu mũi.
các bạn luồn vô trong những cái đường mũi đơn mà mình đã móc viền á. Rồi kéo xong thì các bạn sẽ đâm mũi kim xuống dưới này nè. Kéo qua. Rồi, như vậy là mình cắt chỉ. Rồi, cái dây còn lại các bạn làm tương tự cho mình nha, nhưng mà nó hơi khác chỗ này nè. Là khi mà các bạn chứ khi mà khâu đảo về thì các bạn phải khâu lên một mũi nữa, khâu qua một mũi nữa rồi các bạn mới đảo về ha. Đó, bây giờ mình mới đảo về nè. Đó, như vậy là các bạn nhìn thấy là hai hàng nó đều với nhau đó, cái chỗ nào cũng có cái đường ngang hết. Nếu như mà sản phẩm của bạn nhiều khi nó khâu lại khác mình á thì các bạn nói làm theo y chang như cách mình nói nãy giờ, làm sao mà cho đường nào cái mũi nào nó cũng có cái đường ngang này hết thì cái sản phẩm của mình cái đường khâu nó sẽ đẹp hơn. Rồi tới cái phần mà mình cảm thấy nó khó đối với mình đó các bạn, cái phần mà mình cảm thấy khó nhất là cái phần luồn dây này. Các bạn xem theo kiểu mà tính chất tham khảo thôi nha, tại vì mình cũng không có cái kinh nghiệm để mình làm á các bạn, cho nên mình làm chắc chắn là không có đẹp rồi đó. Đối với cái cọng dây xích nhỏ như cái túi màu tím này nè, xích mài nhỏ thế này á thì các bạn chỉ cần luồn hai sợi thôi, còn cái xích to như cái màu vàng đồng này á thì các mình phải luồn 4 sợi. Thì mình sẽ lấy một cái cọng dây xích dài khoảng 6 mét, sau đó mình chập tư lại các bạn. Chập tư lại là mỗi một dây là khoảng 8 ủa 1,5 mét. Mình sẽ luồn lỗ trên, lỗ dưới, lỗ trên, lỗ dưới làm là lặp lại như vậy ha. Khi mà mình luồn được nhiều mắt xong mình rút qua một lần thì nó sẽ khỏe hơn là mình luồn từ mắt rồi mình kéo qua thì mất thời gian hơn. Ở cái phần đầu thì mình thấy nó không được đẹp cho lắm, nhưng mà mình không có biết cách khác nha, các bạn thông cảm cho mình nha. Cái gì mình làm rồi mình có kinh nghiệm mình mới hướng dẫn các bạn được, chứ còn mà nói khéo thì mình cũng không phải là khéo đâu, mình sai rồi mình làm lại, sai rồi làm lại thôi. Mình làm nhiều mắt rồi mình rút qua một lượt một thì mình thấy nó nhanh hơn, nhưng mà nhiều khi nó hay bị lộn. Bây giờ mình ngồi mình làm á thì mình thấy cái kim móc nó dễ luồn nhất, làm tay cái kia kiểu kia lâu quá. Sẽ vuốt cho nó đều ha, vuốt cho nó đều để nó không có bị, tại vì làm sợi cái sợi của mình nãy giờ mình rút 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 nhiều khi cái ở ngoài nó bị đùng lại các bạn, nó bị ngắn cái dây của mình uổng. Sau khi mà cái sản phẩm của mình cái chiều dài nó ok rồi đó các bạn thì mình sẽ cắt bớt đi cho nó còn một đoạn dài như thế này thôi, để mình dòng thêm một hai mắt nữa rồi mình mới khâu ráp, là mình mới dùng chỉ mình may lại cho nó chắc ha. Ở cái mắt cuối cùng nè, các bạn ấy lên đây xong rồi các bạn sẽ luồn lại với cái mắt thứ hai.
Xong rồi mình lùn xuống cái mắt thứ ba ha. Rồi, ở chỗ này thì mình thấy là mai được rồi đó các bạn. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái chiếc túi này rồi. Thì các bạn nào mà thích cái mác trang trí vòng tay cái chữ ít đó thì các bạn mua gắn vô thêm nha. Cái đó thì nó không nằm trong cái set white ấy nha. Tại vì nó nặng quá. Cái khóa ở trước nó nặng quá, chưa có đồ cho nên nó ngã. Bạn nào mà cao chừng tầm 1,5 m á thì các bạn cắt dây xích cho nó ngắn lại nha. Mình cũng cao có 1,5 m cho nên cái dây xích này hơi dài đó với mình đó. Rồi, chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Hey con.